Ngày 21 tháng 12, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh có buổi giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch trên địa bàn quận 1 kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Tại buổi họp, Ủy ban nhân dân quận 1 cho biết đã cơ bản hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu, phủ kín 100% quy hoạch phân khu với tổng diện tích 772 ha. Về vấn đề xây dựng nhà ở trên đất có mục đích sử dụng khác như đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới, đất y tế, đất hành chính, việc áp dụng luật xây dựng năm 2014 trong công tác cấp giấy phép xây dựng, nhất là cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, cần được thực hiện một cách thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để giải quyết các vướng mắc gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có nhà, quyền sử dụng đất trong các khu vực đất quy hoạch nêu trên khi chưa có kế hoạch tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân quận 1 đã xem xét và chấp thuận quy mô xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu vực quy hoạch tối đa 3 tầng theo quyết định số 26/2017/QĐ-gạch ngang Ủy ban nhân dân của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Việc triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt tại các khu vực quy hoạch chức năng đất sử dụng hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới với hiện trạng chủ yếu là nhà ở của người dân còn chậm, chưa thu hút được nhà đầu tư, do gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đồng thời, người dân có nhà, đất trong khu vực dự án có nhu cầu xây dựng, cải tạo, quy mô công trình cấp phép xây dựng có thời hạn tối đa không quá 3 tầng. Với quy mô như vậy, không đảm bảo nhu cầu về chỗ ở cho các hộ gia đình nhiều nhân khẩu. Nguyên nhân chủ quan, công tác lập quy hoạch chưa gắn với công tác xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch nhằm xác định rõ lộ trình, nguồn lực đầu tư phù hợp trong từng giai đoạn. Việc này dẫn đến chưa chủ động được nguồn vốn để bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, đồng thời thực hiện tái định cư để đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân. Điển hình là khó khăn của quận 1 khi thực hiện di dời các kiosk nằm trên lộ giới đường Lê Vũ Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, chưa chủ động được nguồn kinh phí để bồi thường, cũng như việc bố trí sắp xếp cho các chủ kiosk để ổn định cuộc sống sau thực hiện quy hoạch. Từ đó, Ủy ban nhân dân quận 1 kiến nghị bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng và cần quy định đặc thù, cơ chế ngoại lệ cho Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt. Phát biểu tại buổi giám sát, ông Hà Phước Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở ban ngành tiếp tục rà soát thực hiện trong thời gian tới cụ thể như sau. Một thống nhất là chúng ta tiếp tục có cái rà soát lại cái quy hoạch một phần 2.000 trên cái địa bàn của chúng ta. Như ý kiến của các đại biểu thông qua các yếu tố, cái thứ nhất là cân bằng giữa các khu vực ở trên địa bàn. Cái thứ hai là cái yếu tố quy hoạch ngành. Chúng ta phải thực hiện quy hoạch ngành trên cái sự tham mưu của các sở ngành đối với những quy hoạch những cái ngành thì chúng ta có cái kết gắn. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@vongphaplụt.tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.